Rồi, ngọt chào buổi chiều tất cả anh chị ha. Buổi chiều hôm nay mình sẽ giới thiệu một em siêu phẩm nha anh chị. Cái hàng này là không dành cho số đông nha anh em, dành cho những anh em nào hiểu, mang giá trị sưu tầm nha anh em. Đó, cái xe này biển số xanh nha. Xe này là xe của cơ quan công an tỉnh Hà Giang đứng tên nha anh chị. Đó, thì Ngọc bán những cái xe này á, nó sẽ chọn lọc ra anh em nào chơi hiểu giá trị biển số, hiểu được giá trị chiếc xe thì liên hệ cho Ngọt nha. Những cái mặt hàng này không phải lúc nào cũng có nha anh chị. Thứ nhất là rim đỏ, thứ hai là biển số xanh nữa, không phải lúc nào mà cũng có những cái xe như vậy nha anh em. Rất là hiếm hoi trên thị trường. Hiện tại trên thị trường bây giờ rất là khan hiếm rồi nha. Xe này là được chủ trước dọn phun mới toàn bộ từ trong ra ngoài, không giữ lại bất cứ một cái đồ gì cũ hết, tất cả là được dọn mới lại hết từ trong ra ngoài nha. Ngọt dùng từ dọn full, tức nghĩa là dọn từ cục máy cho tới dàn ngoài nha. Cho nên anh em đừng có hỏi em là xe này máy móc còn zin hay không. Xe này máy móc đã làm lại về zin, full mới toàn bộ từ trong ra ngoài hết rồi. Đó, thật sự là cái màu đỏ này nó quá đẹp luôn anh chị ơi. Cái đăng ký xe cà vạt cũng là ghi màu đỏ luôn nha anh em, đặc biệt là ở chỗ đó đó, chứ không phải là màu nâu rồi mình sơn lên màu đỏ nha. Đó, thì anh chị ráng coi hết cái clip này của em đi, em sẽ có một cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Và cuối clip sẽ có những cái bất ngờ ở cuối clip cho anh chị nha. Anh chị nhớ đón chờ hết nha. Rồi thì bây giờ Ngọt quay tổng quan một vòng rồi, bây giờ Ngọt sẽ vô chi tiết từng phần nha anh chị. Bây giờ mình quay vô phần đầu tiên là phần cụm đồng hồ đầu đèn nha anh chị. Đó, thì đồng hồ này đồng hồ zin nha. Đó, mặt kiến là anh chị thấy không, mặt kiến được thay lại đồ chính hãng Honda Thái Lan hết. Rồi, xe này chủ xe cũng không có đi luôn nha anh chị. Đó, người ta dọn xong người ta cũng để cất chùm mà luôn. Thật sự là Ngọt rất là may mắn mua được cái xe này sau bao nhiêu ngày trong đợi gạ gẫm chủ xe nha. Thì ông chú mới chia sẻ lại cho mình nha. Những cái xe này không phải là mua lúc nào cũng có, mà mua rất là dễ nha anh chị, không hề nha. Đó, những mặt hàng này mình phải đi, mình năn nỉ người ta để lại cho mình á. Anh chị thử nghĩ đi, người ta bỏ ra một số tiền dọn tâm huyết một cái xe như vậy thì liệu người ta có muốn bán cho các bạn không. Rồi, thứ hai nha, mình vô phần thứ hai là phần cụm công tắc nè, cụm công tắc zin nha, HLB đúng của điện thái luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không, cái cụm này lạng quạng á, em nói thiệt á, nhìn như cái cụm tồn vậy nè, nhìn nút đời nè, xì ta nè, nó đỏ ao luôn anh em ha. Đó, quá nét luôn. Rồi, qua tên này ha. Đây nè, cụm này cũng được thay mới luôn ha anh em. Đó, bao tay thay mới hết. Rồi, em quay qua tới phần bên đây. Đó, anh chị thấy không? Từ cái những cái chi tiết này là được chủ xe xài hàng chính hãng Honda Thái Lan xé bịch nha anh chị. Đó, anh chị nhìn rõ nha. Đó, từng con ốc nha. Đó, rồi. Dòng đèn, curon đèn, mặt si này nọ là được thay mới hết. Kiến ở đây là ở đây còn cái tem G5 nè. Cái kiến này đúng kiến zin của rim Thái luôn nha anh chị. Kiến này cũng là kiến hàng xé bịch luôn nha. AAB nè. Đó anh chị thấy không? Rồi, Ngọc quay qua tới phần dưới đây nha. Đó, anh chị nhìn nha. Vỏ này là vỏ Innu nha anh chị. Đúng vỏ của rim Thái ha. Niền là niền Siam Goshi luôn ha. Đó, niền Siam Goshi. Chữ S là của rim Thái anh chị ha. Đó, anh chị thấy cái đầu găm không, ánh găm vàng nè. Đó, hôm nay cái thời tiết rất là tốt, cái xe này nó dựng được ở ngoài nắng, mình sẽ thấy hết được cái vẻ đẹp của xe này ha anh chị ha. Rồi, qua tới bên đây nè, anh chị thấy không, dọn mà cây từng con tán xiết mà không thấy dấu luôn anh chị thấy không. Đó, dọn dây mới gọi là dọn nè anh chị. Rồi, quay qua tới đây ha. Bình xăng con này, bình xăng con zin theo xe ha. Đó, zin theo xe ha. Đầu này đúng đầu của cái đời mà đời tem hồng luôn à. Thấy, anh chị thấy đầu ơ không? Đó, đầu ơ nè. Ơ 17 nè. Đó, đầu lòng zin. Rồi, qua tới phần đây lóc máy nè. Cần thắng, cần số là được xé bịch hết nha anh chị. Đó, từng con ốc ở đây là không xiết, không thấy dấu luôn ha anh chị ha. Dọn rất là tâm huyết. Ở đây là dơ nè. Đó, xe này đúng nghĩa một cái xe là Ngọt chỉ về Ngọt rửa nước lạnh lại mình bán thôi, không cần phải làm gì hết. Chủ xe đầu tư quá là tâm huyết luôn các bạn. Rồi, em quay qua tới phần bên đây ha. Cái bô này là bô 2543 nha anh chị. Bô 2543
của Thái nha. Đó, anh chị nhìn ha, ở đây có tem made in Thái Lan luôn nha. Đó, đây nè, em quay xuống từng cái hốc kẹt này cho anh chị coi nè, để anh chị thấy được cái độ mà chịu chơi của chủ xe dọn kỹ tới cỡ nào ha. Đó, rồi cái sườn này là sườn còn bấm điện luôn nha anh chị. Anh chị thấy những cái bấm điện không, nó còn đó. Đây nè, phục zin luôn nha anh chị. Đó, em quay cho anh chị coi ha, dọn mà xiết cái con ốc mà không thấy dấu luôn á, anh chị thấy không, quá đẹp. Xe này chủ xe dọn quá tâm huyết luôn anh em. Rồi, vỏ sau cũng vỏ inu luôn ha. Đó, vỏ trước sau là mới tinh. Nói chung là còn em còn nghe được cái mùi cao su của cái vỏ luôn á các bạn, là các bạn hiểu. Rồi, cái bô này nè, đó anh chị nhìn nha, cái bô đi ít hay đi nhiều là biết rồi. Đó, nhìn đít bô nè, người ta dọn xong người ta đâu đi đâu anh chị. Rồi, Ngọc quay vậy là quá là chi tiết luôn á các bạn. Rồi bây giờ anh chị đợi em một chút xíu ha, em sẽ mở cái yên lên, em mở cái yên lên rồi xong rồi em quay cho anh chị coi ha. Rồi cái yên này là yên zin theo xe nha anh chị, được giữ lại nè. Đó, bọc mút lại ha, bọc da lại ha. Đó, yên zin theo xe nha, đắt 99 anh chị thấy không. Đó, Honda nè. Rồi anh chị nhìn nha, từng cái chi tiết bát treo yên rồi các thứ, đúng là ốc số 10 nè, ốc số 10 có dòng chỉ ha anh em ha. Đó, ốc rim Thái ốc số 10 có dòng chỉ nè, từng cái hộp đầu ngày là được thay mới toàn bộ hết nha. Rồi quay qua tên đây ha, đó anh chị thấy không, dọn là dọn từng chi tiết từng tiểu tiết luôn ha anh em ha. Đó, em quay rất là chậm rãi, rất là từ từ cho anh chị coi đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đóng cái yên lại xong mình quay qua tới phần bên đây, mình quay cái đầu xe qua phần bên đây cho anh chị coi nha. Rồi bây giờ mình quay qua tới phần bên đây luôn nha. Đó anh chị nhìn nha, cốt chấm bi luôn anh chị ha, cốt chấm bi tránh hồng hồng vàng vàng, đúng là cân ốc của rim Thái luôn anh chị. Đó, cốt chấm bi nè, từng cái bắp thắng này nọ là được thay mới toàn bộ hết nha. Phục này phục zin nha, GN5 nè anh chị thấy không. Đó, phục zin HM GN5 đó. Rồi ok, máy móc là sạch sẽ khô ráo hết nha anh chị. Đó, máy là được làm full mới toàn bộ từ trong ra ngoài hết. Xe này máy cực kỳ chuẩn, cực kỳ ngon luôn nha. Rồi quay qua tới đây ha. Đó, từng cái cần thắng cần số này nọ là được chủ xe thay mới hết nha. Đó, chủ xe này là người lớn tuổi cho nên họ rất là kỹ tính nha các bạn. Đó, từng con ốc số 10 nè, ốc dòng chỉ số 10 nè, đúng ốc cạc tê của rim Thái luôn anh em ha. Đó, cái chân nè cũng được thay mới luôn. Đó, rồi anh chị nhìn cái đèn hậu nha. Đó, xe này là được dọn rất là nhiều đồ xé bịch chính hãng Honda Thái Lan. Rồi thì bây giờ Ngọt sẽ nổ máy lên xong mình báo cái giá cho anh chị ha. Rồi ok nha. Rồi thì bây giờ em sẽ vô em nổ máy nha anh chị nha. Đầu tiên là bật chìa khóa công tắc lên nè, đó báo mò lên ha, thử xi nhan nè, đó xi nhan hai bên là lên đầy đủ nha, kèn nè. Đó thì tổng thể cái xe này là anh chị về anh chị chỉ có đi thôi chứ không cần phải làm gì hơn nữa. Rồi bây giờ nhấn đề nè, đó xe nổ máy rồi anh chị, máy rất là nhạy nổ, cái dàn hơi xe này cực kỳ căng luôn, xe mới làm máy ha. Anh chị về anh chị chịu khó chạy rô đai giùm em nha. Đó, cục máy rất là căng ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ cho anh chị nghe cái tiếng máy xe ha, tiếng bô xe nha, bô 2543 nổ rất ấm. Đó anh chị nghe không, gan ti mà từng tiếng á, cái xe này mà nếu mà mình chạy rô đai một thời gian nữa cái tiếng máy nó còn ấm, nó còn êm hơn như vậy nữa nha, nó nhuyễn á, khi mà mọi thứ nó nhuyễn hết rồi đó. Anh chị nghe cái dàn hơi căng không, căng thiệt là căng luôn á, dàn hơi á. Đó, xe này là được Ngọt được chủ xe người ta thay luôn cộng dây ga mới chính hãng luôn cho nên rất là nhẹ xe nha các bạn. Cục máy phải nói cực chất luôn á. Rồi
anh chị về anh chị chịu khó rô đai tầm khoảng 2.000 cây là cục máy là bắt đầu là nó trơn tru hết mọi thứ, là mình chạy rất là ngon nha anh chị. Rồi ok, thì bây giờ Ngọt sẽ tắt cái máy xong Ngọt báo cái giá cho anh chị nha. Rồi ok nha, thì bây giờ mình sẽ vô mình báo giá cái xe này ha anh chị ha. Trước khi Ngọt vô Ngọt báo giá thì Ngọt quay lại cái biển số xe cho anh chị coi nha. Rồi ok, thì xe này mà mang biển số xanh ha, biển số là 0598. 0598 này con số rất là ý nghĩa trong dãy số phong thủy ha anh chị. 98 là đại phát nha anh chị, là cũ phát đại phát ha. Còn 05 là không ngủ nha, tức nghĩa là không ngủ thức dậy là có tiền, không ngủ thức dậy là có tiền nha anh chị. Đó, cứ phát thôi. Rồi ok, thì bây giờ Ngọt sẽ cho anh chị coi cái cà vạt xe ha, giấy tờ xe nha. Đó, sẽ có một cái điều bất ngờ dành cho anh chị nè. Rồi anh chị nhìn nha, xe này là xe của công an tỉnh Hà Giang đứng tên ha. Rồi đăng ký là màu đỏ luôn nha anh chị. Đây là điều bất ngờ mà em muốn nói nè, từ đầu clip nè. Đó, anh chị thấy không, xe này chỉ là nhãn hiệu đai văng thôi nha. Thì từ đầu clip tới cuối clip nãy giờ mình coi, thật sự là em đố anh chị luôn á, anh chị nãy giờ có biết được cái xe này là từ một nhãn hiệu đai văng lên không? Thật sự là không biết luôn nha anh chị. Nhìn ở ngoài không biết, ngay cả bây giờ là mình chỉ có coi cái số khung số máy cà vạt xe mình mới biết được thôi nha. Thì chứng tỏ tức nghĩa là một cái xe là đã dọn thành công rồi đó các bạn. Chủ xe đã chia sẻ lại với em, xe này là chủ mua nguyên một con Grim Thái đúng đời 93 luôn nha anh chị, đời 93 ha. Đập hết qua nguyên một con luôn. Khi mà mua hai xe dồn lại một xe thì chi phí nó còn cao hơn là anh chị mua một chiếc xe anh chị dọn nữa nha. Đó, thì cái xe này chủ dọn rất là tâm huyết, mà ngày hôm nay Ngọt bán cái giá cực kỳ dễ thương, dễ chơi, dễ mua cho anh chị luôn. Chỉ có 43 triệu thôi nha anh chị. Xe này hiện tại là Ngọt đang bán chỉ có 43 triệu thôi. Anh chị coi được thì nhấc cái máy lên alo cho em liền nha. 43 triệu thôi, mình đã sở hữu được một cái xe rim nái dọn mới full đồ chính hãng Honda từ trong ra ngoài hết rồi, mang một cái biển số cực kỳ VIP nữa. Thì anh chị đợi cái gì nữa, nhấc cái máy lên alo cho em liền nha. Thì cái xe này là xe của cơ quan công an nhà nước đứng tên nha. Cho nên anh em chơi anh em hiểu một vấn đề là không có rút gốc sang tên nha anh chị. Đó, tức nghĩa là xe cơ quan thanh lý ra, mình là dân, mình cầm cà vạt, mình chạy bình thường nha anh chị. Mọi thứ là bình thường hết, vi phạm luật giao thông vẫn bị bắt như bình thường hết, không có một cái gì gọi là đặc cách hết nha. Đó, xe công an thanh lý ra, mình cầm cà vạt mình chạy, còn chuyện rút gốc sang tên là không nha anh chị. Đó, anh cho nên anh chị đừng có hỏi em là xe này ký ủy quyền được không, rồi sang tên được không, rút gốc được không. Em xin nói rõ lên clip này luôn ha, là không nha anh chị. Đó, rồi anh chị nào yêu mến thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại là 0393399939 nha. Cái xe này thích hợp cho những anh mua về biếu tặng cho sếp mình, hoặc là những chú, những bác bậc tiền bối lớn tuổi làm công chức mua về dựng trong nhà, đi cà phê cà pháo hàng ngày đều được nha. Rồi anh chị nào yêu mến thì liên hệ số điện thoại của em nha, nhấc cái máy lên alo cho em liền nha. Số điện thoại là 0393399939 nha. Anh chị coi được thì cho em xin một cái nút đăng ký kênh để theo dõi kênh của em ha, mình cập nhật những cái dòng xe khác lên nữa nha. Rồi em cảm ơn anh chị nhiều nha.